Mặc dù nằm ngay tại thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa, thế nhưng nhiều năm nay, hơn 1.000 hộ dân ở xã Phước Đồng vẫn phải dùng nước giếng và nước suối cho sinh hoạt. Thậm chí mùa khô cạn, người dân ở đây phải chấp thuận mua nước sạch với giá cao gấp hàng chục lần giá nước máy. Điều này đang gây ra nỗi bức xúc với người dân nơi đây khi vẫn đang phải chống chọi với cơn khát nước sạch từ nhiều năm nay, nhiều năm này qua năm khác. Sống tại xã Phước Đồng đã 40 năm. Cũng chừng đó năm gia đình ông Nguyễn Xuân Dương phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Nước giếng là nguồn nước chính để sử dụng trong gia đình. Nhưng để có nước sử dụng vào mùa khô, gia đình ông phải mua từ các xe chở nước của tư nhân với giá rất cao, 100.000 đồng một mét khối. Giờ là cơ quan nhà máy nước á, là coi như là cũng sớm coi như là khắc phục cho bà con cái tình trạng nước này. Chứ đây mà nếu mà tháng 6 tháng 7 này mà khô nữa thì bà con buộc phải đi mua nước nữa. Mà mua một xe nước là cả 100 nghìn á. Mà về thì coi như cả hộ khẩu gia đình 5-6 khẩu thì xài hai bữa là coi như là hết. Ở thôn Phước Hạ hiện nay vẫn còn rất nhiều hộ dân phải sử dụng nước giếng và nước suối để ăn uống và tắm giặt. Mặc dù địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên và cả công ty cấp thoát nước Khánh Hòa, nhưng tình trạng chưa được cải thiện. Các đồng chí trong công ty cấp thoát nước trả lời là vì lý do vướng 16,17 hecta, nhưng thực ra là công ty 71 đã bàn giao rồi. Sau khi chúng tôi có cái ý kiến quyết liệt thì công ty cấp thoát nước Khánh Hòa hứa với tôi trong vòng tháng 7 này sẽ có nước, nhưng đến nay là chưa có động tĩnh này. Những năm gần đây, do tình trạng nắng hạn kéo dài nên cả giếng và suối đều khô cạn, không thể sử dụng được. Để giải quyết khó khăn trước mắt cho người dân, vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã hỗ trợ 13 bồn nước, mỗi bồn có dung tích 3 mét khối, đặt tại 6 thôn của xã Phước Đồng để cấp nước tạm thời cho người dân. Thế nhưng trung bình mỗi hộ dân cũng chỉ được 20 lít một ngày, số nước này không đủ để người dân sử dụng. Đang tiến hành tổng hợp toàn bộ danh sách các hộ dân thiếu nước trên địa bàn xã cũng như là chưa tiếp cận được nguồn nước máy của thành phố. Qua đó sẽ gửi trình lên Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang để xem xét và có hướng chỉ đạo trong thời gian tới. Trong cái năm 2016 này thì Ủy ban nhân dân xã Phước Đồng đang hướng để phấn đấu đạt xã nông thôn mới vào năm 2016. Chính vì vậy, địa phương cũng kính mong sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Có nước, chất lượng cuộc sống của người dân mới được nâng lên, bệnh tật giảm xuống. Thế nhưng với chi phí mua nước hàng tháng như hiện nay của người dân Phước Đồng thì không biết đến khi nào gánh nặng chi phí này mới kết thúc. Mùa khô hạn thì còn rất dài.